Xin chào tất cả các bạn đang theo dõi livestream của DK Eyebrow Beauty nhá. Và hôm nay thì DK sẽ xử lý hút sửa lông mày với công nghệ siêu laser Picomax 2021 cho một vị khách hàng mà lần đầu tiên tới DK. Thì trước khi mà chúng ta nhờ chị Giang, chuyên gia laser của bên mình phân tích về tình trạng của khách, thì chúng ta hãy cùng trò chuyện với cả khách hàng một chút nhá. Con chào cô ạ. Cô cho con hỏi thăm là cô tên là gì này và cô đến từ đâu được không ạ? Cô tên là Thơ và cô đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Vâng. Cô Thơ ơi, ở xa xôi như vậy thì không biết là lý do gì mà cô lại biết đến thương hiệu DK của chúng con ạ? Cô nghe chị Hà giới thiệu và cô đã đến đây thì, và nghe là bên con làm cũng rất là nổi tiếng, rất uy tín nên là cô đến. Dạ, vâng ạ. Trải nghiệm. Vâng ạ. Thì cô không biết là trước khi mà mình xử lý cái liệu trình xóa của nhà con này thì cô đang lo lắng điều gì nhất hả cô? Cô sợ là cái lông mày của cô nó không xóa được nhanh. Vâng. Trước đây thì ngoài nhà con ra đấy, trước khi được chị Hồ Ngọc Hà giới thiệu thì cô đã tìm hiểu về cơ sở nào chưa ạ? Cô cũng có tìm hiểu mấy cơ sở nhưng mà cô cũng không có tin tưởng lắm và cô đã thấy chị Hà giới thiệu đây, cô đã ra đây cùng. Dạ vâng ạ. Với các bạn của cô. Dạ vâng. Ngày hôm nay đến đây thì không biết là cô có cái ấn tượng gì không ạ? Cô có thể chia sẻ với bọn con được không ạ? Cô thấy là mọi người rất vui vẻ và làm việc rất là chuyên nghiệp. Cô cũng rất là tin tưởng các bạn ở đây. Dạ vâng, con cảm ơn cô. Chị Giang ơi, chị giúp em phân tích về tình trạng của cô được không ạ? Cái tình trạng mực của cô ấy thì cô làm nó đã bị nhạt rồi, sợi thì nó đã bị vỡ ra rồi. Cô cũng làm mày khoảng tầm đôi lần, cái da của cô ấy rất là mỏng, thậm chí còn đang thừa ra hai cái đuôi này. Vâng ạ. Thế thì bây giờ là mình sẽ xử lý như thế nào hả chị? Bây giờ mình sẽ xử lý cho cô một lần bằng cái tần sóng 1064. Dạ, vâng. Chỉ sau một lần đấy thôi là cô đã có thể xuống để làm mày. Sau một lần là làm được luôn đúng không ạ? Đỡ mất công cô phải đi lại nhiều lần đúng không ạ? Thế bây giờ con mời cô là sẽ trải nghiệm liệu trình cái dịch vụ xóa xăm với công nghệ siêu laser của bên con nhé. Và trong quá trình xóa xong này thì nếu như mà cô cảm thấy như thế nào thì cô lát nữa con xin phép cô là cô lại chia sẻ tiếp để bảo con này cũng như các bạn đang xem livestream được biết nữa cô nhé. Và em mời chuyên gia. Con bắt đầu. Với công nghệ siêu laser Picomax của DK đấy thì cái tần số rất là nhanh, không hề gây tổn thương da của khách hàng này. Và DK cam kết là sẽ không hề gây cháy trụi lông nhá. Nhưng mọi người có thể nhìn trực tiếp trên livestream hiện tại đấy ạ, là khi mà laser bắt vào mực của khách hàng này, ngay lập tức là cái vùng mực đấy đã bị xử lý rồi ạ. Nhạt màu phải đến 70-80% rồi đấy. Và vùng da của khách hàng thì không hề có vấn đề chảy máu, tổn thương hay là bỏng rộp gì cả. Đó, nhưng mọi người có thể quan sát hai bên nhá. Một bên đã được xử lý rồi và một bên trái là bên còn lại chuyên gia chưa làm ạ. Bây giờ em mời chị tiếp tục xử lý giúp em ạ. Cô cho con hỏi thăm là trong quá trình làm cô thấy như thế nào ạ? Có đau rát, khó chịu nhiều không cô? Khó châm chích tí xíu thôi cũng chịu được. Vâng ạ, hơi châm chích thôi đúng không ạ? Đúng rồi. Vâng ạ, có rất nhiều chị em thắc mắc hỏi với mình là ồ em ơi tại sao mà chị ủ tê rồi nhưng chị vẫn thấy là hơi châm chích một chút xíu. Thì đấy, trong livestream ngày hôm nay thì em cũng chia sẻ với mọi người nhá, là bởi vì laser là nó sinh nhiệt đấy, nên chúng ta sẽ thấy nó hơi nóng nóng, hơi cắn cắn một xíu thôi. Nhưng mà rất là nhanh đúng không ạ? Chưa đến một phút là xong rồi. Bây giờ em mời chị bỏ kính giúp cô này, xong rồi cho cô xem gương để cô cho em một vài cái cảm nhận nhá. Con mời cô ạ. Không biết là cô thấy kết quả như thế nào cô? Trở lại như cũ rồi. Vâng. Lông và da của cô rất là bình thường, rất là an toàn cô nhé. Rồi, cô cảm ơn. Mặc dù da của cô rất là mỏng này. Đấy. Vâng ạ, thế không biết là cô có một cái điều gì muốn gửi gắm tới những cái bạn nào mà cũng như cô đấy, rất là muốn đi sửa lại lông mày nhưng mà chưa biết phải lựa chọn cơ sở nào ấy. Thì không biết là cô có điều gì muốn nhắn nhủ các bạn đấy qua cái livestream này không ạ? Thì cô cũng tức là các bạn hãy đến 61 Nguyễn Công Trứ Hà Nội. Dạ vâng ạ. Con cảm ơn cô rất là nhiều. Và bây giờ thì con mời cô xuống dưới nhà làm lông mày nhá. Chúc mừng cô là đã có một cặp lông mày mới. Cảm ơn các cô con. Vâng.